full chờ led là mới nha anh em. Xe đang bị tình trạng tụt nồi á, bây giờ mình sẽ tiến hành làm nồi cho bạn mình. Giờ mình sẽ làm bố chui nó tiếc hết rồi nha, sẽ hai bạn nhau luôn, heo nó bị rơi rồi anh em, ra vô luôn rồi đó, mình sẽ tán lại luôn. Mình thay bố đó sắt và soi bạn mình nha. Rồi giờ tiến hành đi bỏ đồ xong mình sẽ quay cho anh em xem nha. Đây có thổ titan luôn rồi. Rồi tiến hành mình làm xong quay cho anh em xem nha. Đây chiếc phu cho mập sau khi mình làm lại nồi, mình thay là bố nó sắt dớt nhôm làm bố ba càng lại bắt hả làm chuồng heo thay đầu so với thay cái lọc gió trời giúp lưu lượng gió nó nhiều hơn, làm rồi nồi nó bắt lắm với nó cắt con hoàn hảo nha. Cái làm xong mình ra mình đá số mình test thử cho anh em xem. Cô chờ cái nồi zin của nó bản thân nhà mới mua trong hãng giờ chạy nó cũng có bắt nữa. Anh em mà nhìn sử dụng xe này biết rồi, cái nồi chạy thua cái nồi Wanpa 110 đó. Nó đá cho nó lời, nó liệm liệm mà nó không có đi liền. Rồi mình làm xong rồi mình test cho anh em coi khác biệt nha. Chưa radio làm mì cà phê đi chợ radio AB dọn máy đang rớt AB dọn con